Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và vui khỏe. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm sợi mì cay chiên giòn của Thái. Đây là loại bánh ăn vặt mà các em nhỏ rất là thích, có vị cay cay, mặn mặn. Đây là tất cả nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Heo cho vào thau 100g bột mì đa dụng và 50g bột năng. Nếu cả nhà không có cân á, thì mình lượng bằng muỗng canh nha. 100g á, thì 7 muỗng và 50g á, thì là 3 muỗng rưỡi. Bột tỏi. Bột tỏi gói nhỏ này á, Heo mua ở Bách Hóa Xanh rẻ lắm, có mấy ngàn hà. Heo sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê. Và đây á, là nguyên liệu gồm có tiêu, hạt nêm, đường và bột ớt Hàn Quốc. Đây là gói bột ớt Hàn Quốc 100g nè, cũng rẻ lắm. Vào 1 muỗng canh bột ớt, 1 muỗng canh đường, 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm và 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu xay. Đây là nước mắm ngon, Heo sẽ cho vào đây 1 muỗng canh. Tiếp tục, đây là dầu ăn, Heo cũng sẽ cho vào 3 muỗng canh, Heo sẽ lường cho cả nhà xem nha. Muỗng canh vuông như vậy á, thì tương đương với 40ml. Dầu ăn Heo cũng đã cho hết vào bột rồi, giờ thì Heo sẽ trộn đều lên cho tất cả gia vị và bột nó hòa lại với nhau. Bột đã được trộn đều gia vị rồi, bây giờ thì Heo sẽ cho nước vào. Đây là nước lọc bình thường và dung tích của nước là 70ml. Tất cả nhà không có cái dụng cụ mà để đo dung tích như vậy thì mình lường 7 muỗng canh. Điều quan trọng hơn là tất cả nguyên liệu nếu mình lường bằng muỗng thì mình chỉ lường bằng một cái muỗng duy nhất. Mình đừng có lường muỗng lớn muỗng nhỏ nha. Rồi bây giờ thì Heo sẽ dùng tay để nhồi bột cho bột nó nhanh mịn hơn. Những nguyên liệu Heo vừa cho vào bột là nguyên liệu dành cho bánh ít cay. Bánh này thì trẻ em ăn được. Bột lúc này Heo nhồi cũng đã mịn rồi và Heo thích ăn cay, cho nên Heo sẽ cho vào đây 1/3 trái ớt chỉ thiên. Ớt này thì cay lắm. Rồi bây giờ thì Heo cũng sẽ trộn đều cho tất cả nó quyện lại với nhau và tạo thành một khối mịn nha. Bột lúc này Heo cũng đã nhồi rất là dẻo mịn rồi, giờ thì Heo sẽ vo lại thành khối tròn và dùng cái chén bột lúc nãy mình đậy kín lại cho bột nghỉ 15 phút. Sau khi bột nghỉ 15 phút, bây giờ thì Heo sẽ cho bột ra cái thớt phẳng nha. Và mình chỉ ve cho nó dài thôi, mình không cần nhồi thêm nữa. Xong rồi Heo sẽ chia thành hai khối. Cả nhà xem bên trong bột nó rất là dẻo mịn luôn. Và khối bột này Heo cũng để lại cái thau lúc nãy và mình để kín. Khối bột còn lại thì Heo cũng sẽ ve cho nó dài ra. Này tuy là không dính tay nữa nhưng vẫn còn độ ẩm, Heo sẽ sử dụng bột mì đa dụng, mình rắc ở ngoài một tí xíu để mà mình làm bột áo, để khi cán bột á, bột á, nó sẽ dễ tróc ra hơn nha. Lăn bột lên trên cái phần bột mì một tí xíu để làm bột áo. Xong rồi Heo cũng dùng cái cây cán bột nè. Bây giờ thì Heo sẽ cán cho bột mỏng ra. Mình sẽ cán bột thành hình chữ nhật nha. Và khi mình trở cái bề bột lại mình cán tiếp thì mình cũng cho một tí xíu bột mì đa dụng làm bột áo. Rồi mình tiếp tục mình cán ra. Cứ thao tác cán bột xong là mình rải lên trên một tí xíu bột mì đa dụng để làm bột áo như vậy nè. Để lát nữa khi mình cắt sẽ rất là dễ. Và bột thì Heo đã cán mỏng rồi và độ dày của bột thì tầm khoảng 2ml. Heo sẽ trở lại mặt dưới và thoa thêm một tí bột áo nữa. Rồi mình sẽ cán lại nha. Tại vì mình dở lên là bột nó xe lại rồi. Xong rồi bây giờ thì Heo cũng đã cán bột phẳng ra. Heo sẽ dùng dao mình cắt những cái rìa xung quanh như vậy nè. Và tiếp tục Heo sẽ chia bột ra. Khoảng cách độ rộng của bột thì tầm khoảng 4-5cm. Và độ dài tùy theo bột mình cán nha. Bề mặt bột lúc này đã rất là ráo rồi. Bây giờ thì Heo sẽ dồn bột về một góc và chừa lại một phần. Xong rồi thì Heo sẽ cắt tạo hình nha. Và Heo sẽ cắt những sợi mì này. Độ dày của bột là 2ml. Thì Heo cũng sẽ cắt bột với độ dày 20ml cho nó vuông nha. Bên phần bột vừa cắt xong Heo cũng có để một tí xíu bột áo nè. Bây giờ thì Heo sẽ lắc qua lắc lại cho bột nó thấm đều bột áo cho nó khô. Rồi, như vậy là cái nhúm bột đầu tiên Heo đã làm được rồi. Bây giờ Heo sẽ để một bên và tiếp tục Heo sẽ cắt
cái phần bột của mình còn lại cho đến khi hết nha. Thao tác như lúc nãy á, mình cắt xong một phần là mình sẽ gom bột lại rồi mình rắc lên một tí xíu bột áo, lắc qua lắc lại như vậy cho bột nó thấm đều. Đó, như vậy là được rồi đó, rất là nhanh và dễ luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ tiếp tục cắt cho hết những phần bột của heo nha. Sợi mì cay heo đã cắt xong hết rồi và hiện tại á, những sợi mì nó tách rời ra, nó không bị dính lại. Giờ thì heo chuẩn bị đem chiên nha. Để chiên những sợi mì cay thì heo cho dầu vào chảo, mình không cần cho nhiều quá, mình chỉ cần cho dầu đủ ngập mặt sợi mì là được rồi. Mở lửa lên kiểm tra, thấy đũa sôi như vậy là dầu đã nóng, bây giờ heo sẽ cho những sợi mì vào mình chiên. Mình có thể cho cùng lúc nhiều sợi mì. Chiên những sợi mì cay này nè, thì mình sẽ chiên lửa dưới trung bình một xíu nha, không nhỏ quá mà cũng không lớn quá. Vì những sợi mì cay này nó rất là nhỏ, nếu mà mình chiên lửa lớn nhanh quá thì nó áp khét và nó không chín bên trong nữa, nó không được giòn. Còn nếu mình chiên lửa nhỏ quá thì dầu rút vào trong bánh, mình ăn cũng không tốt nữa. Chiên một xíu thì lúc này á, những sợi mì của heo nó cũng đã bắt đầu vàng rồi nè. Heo sẽ lấy một sợi ra mình ăn thử xem nó chín chưa nha. Và sợi mì của heo lúc này á, nó cũng đã chín vàng và nó rất là giòn rồi. Những sợi mì cay đã chín, giờ heo chuẩn bị lấy ra. Và ở đây heo có chuẩn bị cái dĩa lót giấy thấm dầu nè. Giờ thì heo sẽ gấp những sợi mì này ra hết luôn. Những sợi mì này nhanh lắm, mình cho bột vào, mình đảo qua đảo lại mình chiên tầm có khoảng 1 đến 2 phút là những sợi mì nó chín hết hả. Thích ăn hơn để biết cái sợi mì cay của mình đã giòn, đã chín chưa thì mình gấp ra một sợi mình ăn thử làm biết liền hả. Rồi giờ heo sẽ chiên hết bột của heo nha. Và đây là thành phẩm những sợi mì cay heo chiên xong hết rồi. Heo sẽ lấy sợi mì ra bẻ thử cho cả nhà xem nè. Nó rất là giòn luôn, giòn đậm luôn á. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Những sợi mì rất là giòn luôn á. Mình nhai vào miệng mình nghe rọp 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 luôn á. Vị mặn ngọt á thì rất là vừa phải. Và cái độ cay á thì nó hơi cay cay the the. Ăn rất là giống như những cái gói mì cay á mình mua ở ngoài tiệm tạp hóa của Thái. Rất là ngon. Là nhà sản xuất á, người ta sử dụng công nghệ cao, người ta làm từ máy và có những cái nguyên vật liệu, những cái phẩm màu nó trung hòa lại cho nên nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Còn ở đây á, thì heo chỉ làm bằng tay với những công đoạn thủ công cho nên á, mình nhìn không có đẹp bằng. Cả cái khẩu vị á, thì nó cũng không có khác gì hết trơn á. Làm thì rất là nhanh và đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Mình chỉ cần có 100g bột mì đa dụng, 50g bột năng, cho thêm tí xíu nước mắm nè, đường, tiêu, tỏi và bột ớt, cộng với ớt tươi nếu như mình thích ăn cay. Như vậy là mình đã làm ra được một dĩa sợi mì cay của Thái, rất là nhiều luôn, lại rất là ngon nữa. Động chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra những cái sợi mì cay của Thái, ăn tại nhà vừa ngon lại an toàn cho sức khỏe để gia đình mình thưởng thức nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món ăn vặt, mì sợi Thái cay chiên giòn nha.